Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của DiPro Việt Nam. Tư thế ngồi đúng khi lái xe ô tô sẽ giúp người điều khiển thoải mái và linh hoạt nhất. Nhưng rất nhiều người không có tư thế đúng. Việc ngồi lái xe tư thế không đúng sẽ vô cùng nguy hiểm, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của bạn. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh, trong trường hợp nếu ngồi xe tư thế khi lái xe mà chẳng may xe xảy ra va chạm, thì chấn thương mà người lái gặp phải sẽ nặng hơn rất nhiều. Nó còn ảnh hưởng lâu dài tới hệ thống xương khớp cột sống của con người. Vậy bạn đã biết tư thế ngồi đúng khi lái xe ô tô hay chưa? Trong video dưới đây, DiPro sẽ chỉ ra những tư thế ngồi xe đúng và chưa đúng. Đừng quên ấn like, cầm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe DiPro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Ngồi lái xe hơi là một việc tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng trên thực tế không phải lái xe nào cũng có tư thế ngồi đúng khi lái xe ô tô để thoải mái và điều khiển xe tốt nhất. Khi có tư thế ngồi đúng, sẽ giúp tầm quan sát của người lái được ổn định hơn, dễ dàng bao quát phía trước và ngay cả phía sau qua kính chiếu hậu. Khi thường xuyên lái xe và lái xe trong thời gian dài, thì sự thoải mái rất cần thiết. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của các tài xế, tránh việc bị đau lưng hay mỏi cổ vì ngồi không đúng tư thế. Hơn nữa, ngoài cảm giác khó chịu và bất tiện khi lái xe, tư thế ngồi cũng ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống. Nhiều khi tai nạn xảy ra, tài xế đổ lỗi và cho rằng các yếu tố như đường xấu, lái xe đâm vào mình trình độ kém, tầm nhìn hạn chế, xe trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên, chính tư thế ngồi không đúng cũng khiến cho người lái xe mất đi khả năng nhanh nhạy trong việc xử lý kịp thời tình huống bất ngờ. Để có tư thế ngồi xe ô tô đúng cách, cần phải kết hợp cùng một số yếu tố. Đầu tiên, khi bắt đầu lái xe bạn phải có tư thế đúng. Khi ngồi, phần mông và hông sát với góc gập ghế, lưng vuông góc, hoàn toàn tì vào ghế lái. Ngồi đúng tư thế cũng giúp người lái tỉnh táo và tránh đau lưng mệt mỏi trên suốt chặng đường dài. Thứ hai, điều chỉnh khoảng cách ghế lái sẽ là yếu tố quan trọng giúp người ngồi cảm thấy thoải mái nhất. Để điều chỉnh, người lái nên đạp chân côn và phanh vài lần. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với hành trình chân phanh, chân côn. Bên cạnh đó, chỉnh ghế để gập đầu gối ở góc khoảng 120 độ. Nếu chỉnh ghế lái quá xa, góc gập đầu gối lớn, chân bị duỗi thẳng, quá thấp, làm giảm tác dụng của lực đòn bẩy và làm mất cảm giác với hành trình chân phanh, chân ga. Và nếu va chạm với xe khác, sẽ rất dễ gãy xương. Ngược lại, nếu ghế lái ở quá gần, thì đầu gối người lái sẽ bị sát và chạm vào bảng táp lô, cản trở các thao tác điều khiển xe. Thứ ba, điều chỉnh chiều cao ghế. Điều chỉnh chiều cao ghế sẽ giúp bạn quan sát phía trước dễ dàng hơn, tránh gây mỏi cổ, đồng thời vẫn quan sát tốt bằng điều khiển. Thứ tư, độ nghiêng ghế. Độ nghiêng ghế tùy thuộc vào vị trí, kích thước vô lăng cũng như tầm vóc của người lái. Cách tốt nhất chính là chỉnh lưng ghế song song với cột vô lăng hoặc dao động trong khoảng 95 đến 110 độ. Thứ năm, chiều cao vô lăng. Chiều cao của vô lăng nên điều chỉnh sao cho song song với góc của lưng ghế, góc tay ngang người, đồng thời không bị chắn góc nhìn vào cụm đồng hồ để người lái điều khiển có thể cầm vô lăng thoải mái với tay thấp hơn vai. Thứ sáu, tầm nhìn. Lý tưởng nhất là mắt của người lái nhìn ra là ngay giữa kính chắn gió trước và có khoảng cách cao hơn bằng điều khiển khoảng 5-6cm. Ngoài ra, cần nhìn rõ gương chiếu hậu hai bên và trong xe. Nếu chưa rõ, cần điều chỉnh lại gương chiếu hậu sao cho phù hợp nhất. Nếu tầm nhìn thấp hơn mức này, người lái sẽ không thể nhìn hết đầu xe và kiểm soát khu vực mũi xe. Còn nếu cao hơn, thì khoảng cách nhìn sẽ bị gần và không bao quát và xử lý được các tình huống phía xa. Ở Việt Nam, rất nhiều tài xế thích ngồi cao để tiện quan sát, nhưng đó không phải là tư thế lái xe ô tô đúng cách. Thứ bảy, điều chỉnh khoảng cách vô lăng. Khoảng cách vô lăng phù hợp nhất là cách vai người lái khoảng 25-30cm. Khoảng cách này thì góc tay tài xế gấp khoảng 120 độ. Thứ tám, tựa đầu. Tư thế ngồi đúng khi lái xe ô tô để điều chỉnh độ cao tựa đầu. Tốt nhất là mép trên nằm cao hơn mí mắt và khoảng cách từ tựa đầu tới gáy khoảng 2-3cm. Khi lái xe, người có xu hướng lao về phía trước nên khoảng cách ngắn sẽ an toàn và đỡ mỏi cổ hơn. Nếu không thể đạt được khoảng cách này, bạn cần điều chỉnh lại góc nghiêng lưng ghế theo đúng hướng dẫn bên trên để có tư thế thoải mái nhất. Để đảm bảo sức khỏe của bản thân và an toàn khi lái xe, thì bạn cần quan tâm và chỉnh sửa tư thế ngồi của mình sao cho đúng kỹ thuật. Tư thế ngồi thoải mái sẽ giúp bạn lái xe được an toàn và nhẹ nhàng hơn. Hành trình dù ngắn hay dài vẫn đem tới sự thư thái nhất dành cho bạn. Hy vọng thông tin mà DiPro chia sẻ sẽ có ích với bạn. Đừng quên ấn like, cầm subscribe kênh YouTube của hệ thống chăm sóc xe DiPro để theo dõi các video review xe, hướng dẫn và chăm sóc xe đúng cách tiêu chuẩn Nhật Bản. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới.